Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đang được thành phố coi là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Đây cũng là công việc nhạy cảm, phức tạp, đòi hỏi các địa phương dự án đi qua phải có quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành khối lượng công việc lớn đúng theo tiến độ. Tại huyện Mê Linh, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng đang được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương coi trọng. Xem đây là giải pháp đi trước mở đường nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm, hàng chục người đã có mặt tại nghĩa trang thôn Kim Tiền, xã Kim Hoa để kịp giờ di chuyển phần mộ của gia đình đến địa điểm mới được địa phương bố trí. Đây là chung của nhà nước và đây là mở vành đai 4. Đây thì chung kỳ của làm là chưa đến chung kỳ nào. Nhưng đây vì dân, vì là chính quyền địa phương là có phổ biến toàn dân, tức là tôi di chuyển các cụ trước để cho đảm bảo cái thời gian và chưa đưa các cụ về nghĩa trang. Theo chủ trương chính sách của Đảng, có mở đường vành đai 4 này, thì là gia đình chúng tôi là có 6 ngôi mộ ở đây, thì là gia đình cũng như các hộ đây là rất là phấn khởi chuyển được các cụ về nơi nghĩa trang rất là khang trang. Sự đồng thuận của người dân là do cách làm bài bản, công khai, minh bạch của chính quyền xã Kim Hoa. Mọi thắc mắc của người dân đều được giải đáp kịp thời, nhất là trong vấn đề tâm linh khi địa phương phải di rời hơn 200 phần mộ. Cán bộ đảng viên chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện trước một bước là nhân dân rất đồng thuận để di chuyển mộ ra ngoài vị trí đường đỏ của đường vành đai 4, đi vào các nghĩa trang để được đảm bảo an toàn. Hôm nay chúng tôi đang bắt đầu thực hiện. Tổng đến nay là chúng tôi đã vận động là trên cái tuyến của chúng tôi là 27 ngôi mộ. Thế thì trong buổi hôm nay và hôm trước nữa là đã có một hộ gia đình đã chuyển. Và hôm nay là chúng tôi tổ chức là chuyển 18 ngôi mộ về nơi tập kết. Không chỉ ở Kim Hoa, 5 xã có đường vành đai 4 đi qua tại Mê Linh đều đang gấp rút triển khai các phương án để hoàn thành theo tiến độ. Trên tổng chiều dài 11,2 km, huyện phải giải phóng mặt bằng là 134,2 ha. Trong đó sẽ di rời hơn 400 ngôi mộ và phải bố trí tái định cư với diện tích khoảng 7,83 ha. Xây dựng đường vành đai 4 là một dự án quan trọng, đặc biệt. Cho nên cái việc lại cần phải huy động nhân dân, huy động vai trò của các chi bộ, rồi của các thôn, các đồng chí trưởng thôn, rồi các đồng chí đoàn thể trong các thôn để triển khai và vào cuộc tích cực từ việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục, rồi thì việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách để làm sao mà nhân dân hiểu được. Vẫn còn một khối lượng công việc lớn ở phía trước, nhưng sự đồng thuận của người dân chính là tiền đề quan trọng nhất để huyện Mê Linh sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Dự án có vai trò động lực để quê hương Hai Bà phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.